Vòng vậy là tiếp tục là công cuộc là phải đi gỡ. Đang thua một cái dây mà hơi sâu đấy. Thua 7 chân thông rồi. Cắt ngay. Cắt nhanh kịp. Vâng, nghiệt quá anh em ạ. Đang với dây mà thua sâu thế không biết. Vâng, cái phần quýt là bài xấu của He này, bài này quá đỏ. Bài của He đang là hiện tại đang là mắc quân. Rồi hít rồi correct đi. Vâng, hít kata. Rồi. Rồi rồi đây. Quân thì em đã cập nhật xong rồi. Vậy là hit Katha. Vâng, đây ô mày quá, một bãi quả 6 cây. Vừa thấy con hươu giò rồi. Gỗ đầu cũng gọi là được. Rồi, những cái bước đầu là tương đối ổn rồi. Anh Phạm Cao Đại em không hiểu, không biết làm sao được. Bây giờ bài như thế thôi, không biết làm sao được. Bài he thì nó đỏ quá. Cái tình huống mà anh Vô Tiến không phải là kích nhầm đâu, mà tình huống đấy là cần là tình huống mà he nó vừa con gió chạy đấy, sợ là chém nó thảo đấy đấy, là chạy đi chỗ khác đấy chứ không phải là cần kích nhầm đâu. Phải để ý tình huống đấy, mình đang dân hoang đấy mà nó thả chém vào nó mất tay lắm, mà chém bác C thì nó khác gì là thua họ đâu, dân thua họ đâu, đuổi có bao giờ dứt đâu. Dạ vâng anh Vũ Hoàng Đạo nhá. Quý thì đang rất cố gắng đây nhưng mà he nó đỏ quá. Đang cố gắng tìm xem phương án nào mà bây giờ trận này phải cắt nó lại ngay. Nó thắng thông 7 trận rồi. Vâng, bài hit này thì ban đầu thì em thấy đâu ok. Bây giờ tình huống cần thêm tìm trên đồ. Úi dồi ôi, may quá. Rừng rú thì cũng đã có rồi. Vấn đề là bây giờ cần đồ ăn thôi. Ô, F3 đến từ he. Một tình huống tạm dừng. Anh Nguyễn Thành Nam, em tên Hùng nhá. Rồi, vào trận rồi. Bằng vẫn chưa thấy thêm gì. Vẫn chưa thấy thêm gì. Một cái bài hit này nhiệt thế nhỉ. Bì vào. Vâng, vẫn đang bài vỏ đang không ủng hộ quýt. Vâng, lúc cần thì không có, lúc quân như này thì để bài không ra gì. Vâng, chào anh Nguyễn Tuấn Hùng nhé. Rồi anh em đã chỉnh lại rồi nhá. Anh Hoàng Bảo Long ạ. Anh Ulti Jill à? 5C thôi. 5C thôi. Ê Nguyên ngáo. Ngáo gì? Vâng, vậy là có thêm được một bãi quả. Vâng, một bãi hit mà xấu. Vâng,
Vậy là có thêm, vậy là bài này có thể đúng một bầy hươu, bốn con một bãi quả. Đây có bãi hươu rồi. Ủa, hươu này nhìn nhìn năng trạ này mà lên được bốn con thì vâng, chào anh Nguyễn Tuấn Hùng nhá. Vâng, bài này là cái muộn rồi, sang đầu chín rồi. Bài chả có cái gì. Nhìn nó bài hit này. Úi dồi. Đã bài đẹp đến từ game thủ he rồi. Vâng, bãi quả này. Queen Six Kick sân 9 rồi. Về là tầm 11. Sang đầu 11. Cuối 11 mới lên được đòi. Vâng, cái bài hit này xấu quá. Vâng, vậy là sẽ kích sang tầm 11:30. Vâng, 11:30. Một bài hit quá sâu. Hè thì chắc chắn lên là sớm hơn quý rồi. Vâng, vậy là đánh chém rồi. Rồi, vậy là bò được bãi vàng. Vâng, he thì chắc đi dò rồi với điểm số này. Vẫn chưa thấy đơn vị chém con giò của he đâu. Ui dồi ôi. Hỏng hỏng hỏng. Tơn nào, tơn nào. Vâng, tơn này phải khéo. Vâng, gặp luôn đơn vị lồng dân đàn hoàng của he. Khả năng he đi từ 12 giờ xuống 9 giờ rồi. Ô, cẩn thận. Nó mới bị chọc xuyên. Chỉnh lại dân vàng. Lưng bánh xe. Vâng, cái chỗ này mà không phát hiện thì tươi này. Vâng, điểm số của he gấp đôi quýt luôn anh em. Khả năng là he nhà đây nhưng mà đi phóng đến 12 giờ. Sau đó lại đi xuống 9 giờ. Ông 9 giờ thì bây xưa. Ui ui. Vâng, tình huống mà quá đỏ từ cái tủ he luôn. Vâng, lao thẳng căng đi bãi ruộng này của quýt. Ông cạn lời. Vâng, cạn lời luôn. Vâng, hết hơi tình huống này. Đấy, cung thủ phủ. Vâng, nhầm, Phạm Phương Mai nhầm nhá. Đang không để ý làm. Đánh cung thủ phủ rồi quýt. Vâng, tham thì còn 18 thôi. Vâng, cảm giác vẫn đang tương đối khó thở. Đây, lạc đà của he đây rồi. Nào, ra đây. He khả năng là vẫn chưa biết những cái đơn vị này được. Vừa nói xong không ra gì luôn, bài quá yếu đến từ quýt luôn. Anh không lưng được cả thật gỗ nữa. Bài chỉ đủ đến đòn. Vâng, vậy là he dò ra chỗ này và xây cái BA. Có cung tê công luôn rồi. Rồi, được một lạc đà rồi. Lại quay trở lại bãi vàng này. P thứ hai đến từ game thủ cặp quýt. Ui giời, đây đây đây. Hóa ra là he nhìn ra chỗ này rồi. Và có tình huống bom. Rồi, vậy chỗ đâu cũng rồi rồi. Sẽ thủ được cái tình huống này. Rồi, mút hai con này. Được không nhỉ? Vâng, bài yếu quá. Ừ,
21/40. Vâng, không có một cái gì luôn. Ui giời he, tình huống có bom. Và quá nhiều dân. Vâng, vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Bị đông heo hay ủ bưu cái gì đây? Vâng, vẫn đang bị quản quá gắt. Đã mua được thêm con cung đỏ. Vâng, thằng Nai thì đang bị đè một chút thôi. Vẫn có đơn vị cung tê đây còn gần vả. Nghe là khó chịu thật. Vâng, đã có 4 phù đây mà có thêm cung rờ bên trong đây. Phải nói là he vẫn đang cố gắng. Vâng, vẫn chưa thấy nhiều quân của he. Chỉ đây chỉ thấy mấy con cung tê, mấy con dân thôi. Cái he âm mưu gì. Vâng, tham vẫn đang giữ ở mức ổn định này. He thì nãy giờ thì em không thấy nhiều đơn vị lạc đà. Biết là ông ấy ủ mưu nào cái gì, ông vẫn đang có một con tê đây nữa. Đây, 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 vừa nói xong lạc đà ấy rồi. Lưng được chặt gỗ rồi. Đang có ruộng một dân nhà he tương đối nhiều. Bây giờ phải dũng nó vào đây. Mút tạm con xem nào. Vâng, được một con rồi. Ừng rồi. Vâng, phù hít ấy anh em ạ. Phù không công nghệ ấy, nhưng mà nó đỏ là nó được. Vâng, hổ báo thật thì quay lại đập luôn. Rồi, lưng cho mình được một cái giáp. Quýt vẫn đang rất cố gắng với cái bài Hitinian này của mình. Ok. Rồi, vâng, được luôn. Tươi luôn. Tạm thời vẫn đang thủ nhà mà he nó có quá nhiều lạc đà. Mà he vẫn đang rất cẩn thận. Mình vẫn đang mua những con tê ra. Vâng, lưng được giáp rồi. 4 chiếc ruộng ấm này. Vâng, tham vẫn chỉ là ở mức 21 thôi. 4 chiếc ruộng ấm này. Vâng, chắc chắn này he đứng quân hết nhà rồi. Ông vẫn đang mua đều ra một nờ chỗ này nữa. Vâng. Ồ, vậy là hóa ra là ca cộng. Tình huống mà đợi quá lâu hóa ra là he công ca vào cái hốc này. Vâng, tiếp tục. Vâng, đang tương đối là đen dành cho game thủ Cam Quýt.